Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ngày hôm qua thứ năm thì văn phòng biện lý quận Cam ờ, Orange County đã ra một cái thông báo cho biết rằng là hôm 19 tháng 7 đó họ đã bắt giữ một người đàn ông mà ông này họ cho rằng là đã giả danh là bác sĩ để làm cái công việc giống như là sửa sắc đẹp á, chích Botox rồi bơm môi vân vân để làm cho phụ nữ đẹp hơn. À, ông này tên là Elias uh, Renteria Sergio Viano 61 mươi một tuổi à, nói là những cái người mà ông hướng tới á, là những người phụ nữ nói tiếng hispanic nhưng mà cái nơi mà ông bị bắt Ngọc Lan nghĩ ở Anaheim thì có thể là nơi đó người Việt Nam mình sống cũng khá là đông à, ông bị bắt hôm 19 tháng 7 ở ngay tại cái 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 cái, cái văn phòng làm việc của ông Uh, để chuyên môn về chích uh, botox ở Anaheim uh, cái địa chỉ là 935 South Brookhurst Street thì uh, cái đường này thì người Việt Nam mình là khá là quen thuộc thì nói rằng là ông bị cáo buộc rằng là từ năm 2019 đó thì ông mở nhiều cái văn phòng lắm quanh quanh ở cái khu vực ở Anaheim rồi ở um, Santana để mà hành nghề của mình. Rồi ông giới thiệu nhiều ở trên Facebook rồi ở trên TikTok à, rồi ông cứ những cái bản của ông đều ghi là Doctor Elias hay là Doctor Elias uh, Renteria vân vân để làm những cái dịch vụ đó. Thì uh, Ngày hôm qua thì ông được bị ra tòa nhưng mà ông không có nhận tội. À, ông phải đóng 1 triệu đô la để tại ngoại hậu tra, nhưng mà cảnh sát nói á, ở bên văn phòng biện lý quận Cam nói rằng nếu mà ông bị buộc đầy đủ những cái tội về chuyện mà giả danh bác sĩ để hành nghề y rồi không có bằng và là làm việc, vân vân để làm tất cả những cái việc này thì ông sẽ bị đối diện với lại khoảng 5 năm 4 tháng tù giam tuy nhiên ngày hôm qua thì ông không nhận tội rồi thì trong những cái phiên tòa tới đây thì người ta sẽ phải tìm bằng chứng để chứng minh rằng những cái cáo buộc của họ là đúng à, người mà đang điều tra vụ này đó thì Ngọc Lan nghĩ là một thám tử gốc Việt bởi vì cái họ là họ Hoàng. À, người ta nói ai mà có biết về ông bác sĩ này hay là từng là um, người đến để mà cho ông uh, thực hiện những cái dịch vụ về làm đẹp đó thì có thể gọi cho um, thám tử là gọi là Thi Hoàng số là 7148346538. Liên quan đến bầu cử uh, sơ bộ của các uh, nội bộ Đảng Cộng hòa và dân chủ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11. Thì thưa quý vị, sáng nay có một tin vui cho cửu tổng thống Donald Trump và hai tin không vui cho ông Donald Trump. Thứ nhất là tin vui. Ứng cử viên Kelly Leak, một người phụ nữ mà nổi tiếng ở tiểu bang Arizona cho tới vài ngày vừa gần đây vẫn còn tuyên bố rằng nếu mà bà không thắng cử thì cuộc bầu cử gian lận, y hệt như ông Trump nói vào năm 2016. Tôi chỉ chấp nhận kết quả của bầu cử if I win đó là ông Trump nói năm 2016 thì bà này bà nói y hệt như thế sáng nay kết quả cho thấy là bà Kerry Lake thắng à, đối thủ cộng hòa khác của mình à, người đối thủ đó à, là bà Karen Taylor Robson đây là cái cuộc tranh tranh cử trong nội bộ đảng trước như vậy có nghĩa là bà Lake sẽ phải đối diện với đối thủ của phía đảng dân chủ là Kerry Hobbs À, lý do ra tranh cử chức thống đốc tại Arizona bởi vì ông đương kim thống đốc hiện nay đó là ông Dukey à, không được ra tranh cử nữa vì vấn đề là sự giới hạn của nhiệm kỳ thống đốc tại tiểu bang Arizona. Tin vui cho ông Trump, bị hai tin không vui. Hai người phía đảng Cộng hòa mà đã từng bỏ phiếu để mà luân tội ông Trump tại Quốc hội đó, bị ông Trump cũng ghét kinh khủng ông thề rằng ông phải quánh hai cái người này cho tơi tả đó là Dan Newhouse và Herrera Butler ở của tiểu bang Washington thì hai người này đang dẫn đầu tức là cái số phiếu thắng so với hai ứng cử viên mà được ông Donald Trump ủng hộ tại tiểu bang Washington đây là một cuộc bầu cử lý thú ghê lắm chúng ta quan sát để thử xem người nào được ông Trump ủng hộ mà thắng đó cho thấy cái chiều hướng của cử tri nhìn ông Trump như thế nào và nhìn Đảng Cộng Hòa như thế nào. Tại những tiểu bang mà những người ủng hộ ông Trump mà thua đó, thì cái nội bộ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang đó họ phải định lại một cái chiến lược về vấn đề tranh cử của tháng 8 tháng 11. Nếu không, họ theo ông Trump thì họ có thể bị hai cái gì. Họ không theo ông Trump thì họ lợi được cái gì. Đó là tất cả những tính toán chiến lược bây giờ mà các tiểu bang họ phải nhắm chừng Uh, cái cuộc bầu cử sơ bộ tại Arizona, tại Michigan, tại Washington, phải không? tại Kansas nó ra sao? Và một tin không vui thứ hai cho ông Donald Trump. Từ xưa tới giờ theo truyền thống của nước Mỹ, cựu phó tổng thống, cựu tổng thống ít khi nào chỉ trích cái người mà đang lãnh đạo hoặc là lãnh đạo đã về hưu rồi mà kế tiếp mình hết á. Ông phó tổng thống Dick Cheney là cái thời cũng cho ở W. Bush được mô tả là một người vô cùng uh, nó gọi conservative tức là bảo thủ và cái thời đó báo chí đã nói rằng ông Bush là tổng thống nhưng Dick Cheney là người thực sự điều hành cái vùng máy của nước Mỹ đó ông vừa trời ông Trump nặng lắm trong một cái chương trình quảng cáo 60 phút trên truyền hình ở Wyoming ông nói như thế này ông bảo là trong cái lịch sử 246 năm của nước Mỹ đó chưa bao giờ có một cá nhân nào mà đe dọa cái nền dân chủ của Hoa Kỳ và cái nền Cộng hòa của Hoa Kỳ như là Donald Trump. Ông nói tiếp, Donald Trump đã bằng mọi cách muốn đánh cắp cái kết quả của bầu cử năm 2020 bằng cách sử dụng những lời dối trá. Và tất cả mục đích của Donald Trump là để giữ quyền hành cho mình sau khi mà đã bị cử tri gọi là reject, tức là từ chối không có ủng hộ ông ta nữa. Cái chữ này mới nặng. He is a coward. Cái chữ coward đó có nghĩa là xin lỗi quý khán giả. Tôi phải dịch ra tiếng Việt cho nó đúng nghĩa là một tên khốn nạn. Tại sao Lee ông, ông ông lên tiếng như vậy? Bởi vì con gái của ông là bà dân biểu Lee phó chủ tịch ủy ban điều tra vụ 6 tháng riêng bây giờ đó. Mùng 8 tháng 11, bà Lee sẽ ra đối đầu với một người mà được Trump ủng hộ, đó là Harriet Hageman tại tiểu bang Wyoming. Cái đáng kính của bà Cheney bà nói thế này. Bà bảo tôi biết tôi, tức là bà Cheney, tôi biết khi mà tôi ngồi trong ủy ban như vậy, tôi điều tra cái vụ khủng uh, âm bạo loạn 6 tháng riêng như vậy, tôi có thể có nguy cơ mất cái ghế dân biểu sẽ được bầu lại tại Wyoming vào mùng 8 tháng 11. Nhưng mà tôi phải hành xử theo lương tâm của tôi đối với Hiến pháp Hoa Kỳ. Thì phải nói rằng bây giờ báo chí họ nói đùa, họ bảo Ông Trump thức dậy với hình ảnh của bà Cheney. đi ngủ với hình ảnh của bà Cheney. tức là phải diệt bà này bằng được tất cả mọi nỗ lực của Trump đánh vào Wyoming để cho cử tri không bầu bà nữa. Thì bây giờ ông Cheney là ông bố lên tiếng, he's a coward. mời cô lại. Thưa quý vị, ngày hôm qua, hôm thứ năm, thì bồi thẩm đoàn ở Texas đã phán quyết cho ông Alex Jones đây, ông được gọi là một nhà thuyết âm mưu đó. Ông phải bồi thường 4 triệu đô la cho gia đình mà có một đứa con trai đã bị giết trong vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hood ở năm 2012. Bởi vì ông cứ lặp đi lặp lại cái chuyện rằng là cái cuộc tấn công đó là một trò lừa bịp và nó không có thật. Đó, mà trong khi À, vào cái thời điểm đó thì khi mà cái vụ thảm sát đó xảy ra Ở Newton uh, Connecticut đó, thì đã khiến cho tới 20 đứa trẻ Cùng với lại sáu thầy cô giáo bị chết Nhưng mà đến bây giờ thì ông vẫn nói như thế Thì ngày hôm qua ông đã bị um, bồi thẩm đoàn ở Texas phán là phải bồi thường cái đó chỉ mới cho một gia đình thôi, đó là 4 triệu đô la tiền bồi thường, hơn 4 triệu, 4 triệu uh, lẻ. Dạ. Yeah. Uh, rồi trước đó đó thì ông cũng đã có một cái phán quyết cũng chống lại ông rồi, nhưng mà người ta nói là trong thời gian tới đây đó là có nhiều cái nữa, người ta cũng đều kiện ông này liên quan đến cái chuyện đó. Có nghĩa là ông cứ từng bước từng bước từng bước phải nếu như mà cái vụ kiện đó thành công thì ông phải bồi thường liên tục như vậy thì không biết là tiền đâu để mà ông có thể trả giá cho những cái lời nói của mình như thế. Thưa cô ng Ngọc Lan, cái phần kế tiếp cho phép tôi được nói thêm về cái vụ án này một chút. Yeah. Bởi vì Alex John nó phản ảnh một cái bệnh thái của xã hội Hoa Kỳ. Yeah. Tại sao gọi là bệnh thái? Chúng ta sẽ bàn về chuyện này. Yeah. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. <laughs>